Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Colorman chỉ với 3 triệu đồng. Ai nhanh tay phát tài ngay. Xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở bò bít tết Nguyên Thảo ở số 101 đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì là ngày đầu tuần thứ hai Khương Dừa đi làm, nên Khương Dừa kiếm cái gì ăn cơm không nổi nên ăn bò bít tết. Với lại hôm qua đi quay á, hai mặt nó đỏ như là con tôm luộc không vậy. Bây giờ cũng như mấy bạn đã vô trong rồi, bây giờ mình vô trong để ở trong đây có nhiều món lắm, để mọi người theo cô vừa nha. Trên tháng 4/7 bây giờ cô vừa sẽ đi vô trong để vừa coi cô chế biến món ăn rồi nha. Cái gì mà giả một dơ đồ mồi nữa. Ổn luôn rồi.
Mình ngồi đây hồi hết luôn rồi. Ngồi nó trái nó nóng ngon luôn á. Sợ quá. Trái nó phật đen mà đen mặt con nó còn vui ha. Đây chứ chuyên bán cái bò đó con. Ở đây còn chuyên bán cái bò. Dạ. Đây là bán mấy giờ con? Con bán từ 6 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ thôi. Làm cũng mấy cái món này luôn. Trời ơi, lên ăn đủ khách muốn ăn muốn đứng trong cái mặt tím thôi luôn. Cái răng nắng nó thấy hầm răng con phải không? Răng của ngoài là tê con ơi. Đó. Đây cho mọi người coi con. Hôm nay thì bỏ trắng lên thôi, hôm nay thì để hôm nay lên thôi. Cái này bạn nào cô? À bạn con hả? Đủ vô đây con Minh lên cho. Thiếu một bơ. Tiêu. Ồ bơ. Nóng lắm, cò nữa. Cò tê không biết cò rồi. Đây. Sẽ làm ví dụ. Mày của ai nè? Mày của ai? Là không phải của em mà của Mai là của đây. Của Mai trứng không? Mai trứng thịt bò. Quay anh. Quay hả? Của chị cả. Ừ, Trang quay Trang ăn sao mà làm trước. Bạn trai vậy hả? Quay đi bạn trai hả? Làm bên tay hả con? Tới đi, luôn đi con, sắp tới nuôi nha con. Sắp tới nuôi của Phương Dừa nghe mọi người. Để con coi con là chế biến cái món nuôi nha. Phương Dừa đã ăn ở đây một lần, món nuôi xà bò rất là ngon luôn. Bữa trưa ở đây con ăn gì? Con ăn cơm với gà. Cơm với gà, chứ con không ăn bò. Hai trứng phô mai nữa đi thôi. Hai trứng phô mai đây hai con. Chỉ một người làm với lại một người phục vụ rồi con. Dạ. Nhưng mà nếu mà giả dụ có một bé thì xuống bé ngày nào cũng bé phục vụ. Con bé kia ngủ hả con? Đã bán sáng nên nó giờ ngủ rồi. Bữa nào cũng được cũng hai đi. Dạ. Hai trứng. Vậy cái đứa nào cũng ngủ được 2 tiếng hả con? Vậy giờ đấy là con lên con ngủ 2 tiếng. Nó dậy từ 6 giờ sáng rồi, giờ nó phải dậy. Ủa, ăn 2 tiếng rồi hả con? Ủa, ai nè, 2 trứng phô mai, 3 tê. Không có 3 tê, 2 trứng phô mai con, ăn chay, chay. Ờ. Ăn chay gì đâu sao? Chị hơi múc miếng 3 tê ra cũng được, nhưng mà ăn chay. Ăn chay. Thắng thì không sao mà. Được không? Có ai chay. Không được, ăn chay với bạn chay thì đâu có đó. Chay ăn trứng được không ta? Ăn trứng được. Trứng công nghiệp không? Công nghiệp, nhưng mà ăn chay, mà ăn chay lâu dài á, ví dụ ăn chay thường á, người ta cho ăn trứng. Nhưng mà nếu mà ăn chay mà ăn chay dài á, không ai ăn trứng là bấm chứ. Wow. Bỏ cái này ra. Anh ăn chay á, có ba tê lận. Né ra con. Chị ơi. Chị. Bà chủ hả chị? Cô đó là cô chủ. Sao chị? Em quay giới thiệu quán đó nha. Mẹ bưng lên luôn hả chị? Vậy chưa? Cái này ăn sạc quá. Con qua luôn bệnh nè, trong bệnh viện đó em chạy vô lại ra ngoài mặt. Dạ. Dạ có cô cho, máy tải không? Đây, đây là trứng. Hai phần giống cao hả con? Dạ đúng rồi. Rồi, làm này đơn giản hơn con. Bỏ cái trứng lên khỏe ha. Dạ, bỏ đây, tới nuôi đây, tới nuôi cho bò đây. Cái này đi đồ luôn hả con? Con làm cho. Dầu không con? Để chảo nóng mới để dầu vô. Ừ, sao mà dầu nhiều dữ vậy? Ôi, giờ cái gì quá nó con ăn không mập luôn á. Dạ, mập ngán không con? Hai phần nuôi đúng không? Chị ơi, em nuôi luộc sẵn, giờ chỉ xào lên thôi, bỏ thịt bò vô. Em biết là con bỏ dầu vô nó nhiều quá thấy không? Dạ. Con phải làm bớt dầu quá. Yến đứng vô xào cho anh con coi nè. Biết sao anh phần ấy, Yến ơi? Dạ.
ăn có yến xào à? Yến xào. Yến xào. Mở lửa. Mở lửa. Nghe bếp không có lúc nào có dầu, tại vì cái bộ dầu nó nhăn ra. Dạ, dầu nhiều. Đã mau. Xào cũng chiên mà. Buổi trưa này đông hả con? Không, buổi trưa này nó cũng không đông lắm. Bữa nào đông con? 7 giờ cũng tới đây. Dạ, 7 giờ cũng tới đông. Dầu nhiều hả con? Thôi con ăn sẽ đi ghé, nè con thấy không? Ghé nó bước vô đi. Con biết là tao con thích ăn nhiều dầu không? Con không dầu đâu, nhiều dầu nghe không? Con ăn chỉ đứng xíu mà nóng quá nhờ luôn. Con ý thôi mà các bạn cứ ghê con. Đây là món niêu xà bò có nuôi xà bò Phương Dừa nha mọi người. Ngon lắm. Còn thêm cái gì không? Thêm nó không? Dạ. Để vô cho cái đêm cho nuôi nó vừa ăn. Cái không nuôi nó là một mà nó nghèo lắm. Dạ. Cái này thì chào chưa nuôi không? Nó vô. Nó phải xào lại cho nó nuôi nó sẽ ăn lại. Dạ, cho nó săn chắc lại thôi không? Săn nó giòn lại. Gà. Nào hấp lên cái nó đổ ra ngoài hết luôn. Con hấp nó bằng cái gì á, nó sẽ đều hơn là con quậy quậy quậy, con quậy quậy với nó sẽ bị nát. Với lại vậy nó sẽ đều. Tay cứ hấp cái đổ. Bò này cô mua của Vích Săn đàng hoàng. Vích Săn à? Ừ. Cái này là bò củ chi á. Dạ. Ra siêu thị mua không? Không, cô mua của Vích Săn nhưng mà cô mua mối. À. Đại khái là cô cần bao nhiêu thì nó mỗi ngày nó phục vụ cho cô như vậy. Dạ. Nó mang tới, giao hóa đơn rồi tính tiền. Dạ. Dạ. Nó cứ vậy. Sao bò nó cũng nhanh mà cô? Nhanh, rất nhanh. Chừng mấy phút mà là xong. Tại vì bên cô là cái nào cũng làm liền chứ không có làm sẵn. Thì nào ai ăn ngon. Đúng rồi, ai ăn có nhiều người người ta làm sẵn đồ chế biến sẵn nhưng không cô thì nào. Cô chế biến từng phần không? Không, cô phải từng nào ăn mới làm. Thì cô làm từng phần từng phần. Chứ mà vậy thì nó không ngon. Ý là con nói là cô ai ăn thì làm từng phần á. Đúng rồi, làm liền vậy đó nó mới ngon. Dạ. Còn không nó sẽ không ngon. Rồi cái yến ra làm đi con. Cho anh nể con à. Trẻ tuổi tài cao. Trẻ tuổi tài cao. Yến 17 tuổi chưa có nhờ, chồng chưa có gì luôn. 18 tuổi. Nó đúng 18. 18 tuổi đúng không con? Đúng 18 thôi. Em chưa 18. Em chưa 18. Năm rồi em chưa 18, hôm nay em 18. Rồi. Đợi hết da bật con. Nấu được rồi hả? Dạ. Bỏ cải vô. Nó nấu được cái đợt nào.
nấu được với gái chồng hả chị? Cho đi lấy chồng. Nấu được với gái cho đi lấy chồng. Mới đào đảo có thể ngoài hết luôn. Chào. Chào. Cái này là một phần á. Dạ. Xong một phần. Ủa xong phải rửa chảo hả? Dạ. Xong rồi hả? Dạ. Bỏ ngò lên đó là xong. Đây bỏ cho. Tiêu. Rồi. Xong một dĩa. Mời đợi dĩa kia mang ra luôn. Quay được mấy người ta.
Cái này rất là vừa ăn, mình khỏi phải bỏ gia vị gì nữa, chỉ cần bỏ miếng ớt cho nó cay cay là được rồi. Nuôi thì được xào lại nên nó giòn giòn, nó dai dai. Gò rất là mềm nha mọi người. Cải tươi thanh hơn. Mình sao này khô còn ráo quá không? Không bị nước nhiều ha. Chắc ở trong là nãy nói chuyện không nghe được gì à? Tại vì cái chảo sao á, nghe xèo 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 á. Đây là dĩa nuôi xào của bạn Yến. Đó, tự làm cái này ngon, ngon. Món câu gì vô cận nha, nói câu gì cho các anh. Siêu ngon. Vậy thôi hả? Đây, lấy nấm bi nào. Nấm bi à, nấm bi không biết nói gì hết, nấm bi thường cho tử nữa. Muốn lo thì lo vào bếp. Sao túng không túng? Dạ nó cái kia là không có phần mềm, cái này có phần mềm nè. Cái này không có phần mềm. Lúc nãy ba hỏi là có thấy ngon không thì tất nhiên chỉ trả lời ngon rồi, ba phải hỏi cái là ăn cảm thấy sao. Đúng rồi, phải hỏi cảm thấy sao. Con thấy sao? Con thấy ngon. Chinh son chay chứ. Để em hết. Chinh, hôm nay chị có đeo này không? Để mất rồi. Rồi, không nói chuyện với chị. Có cái nhẫn đeo trên tay mà không mất rồi. Hỏi thêm chung ớt dùng. Mỗi đứa con gái luôn hả chị? Thì đây nè, các bạn là nó thì mình review là tại sao chị em muốn mua nhà mà bà lưu kêu rồi sao nói. Đây ba người xin nhìn đứng hả? Mỗi chị sao mình nói rồi. Thời Mỹ ăn hay thời Mỹ vậy? Sao bỏ lại chứ? À quên bỏ cái bánh mì nụ đi. Thì mặt ba đen chị luôn. Mặt anh Phương đỏ. Ừ đỏ. Nó hồi nó có lột ra không ta? Hôm qua con vừa đi quay từ lúc 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều ngoài nắng á, có che cái bạc ở trên mà cái phim trường của phim vừa biết rồi á, phim trường giải trí nó nắng quá trời luôn. Nhưng mà mình ra mình ngồi á, ngồi từ sáng tới chiều mình không có cảm giác được là trời nắng, nó quen quen nhiệt độ, tới gì về chiều về thì bắt đầu nắng bừng tỏ nhiệt, đụng nước mà xèo. Nhưng mà qua đây nóng thì thời tiết nóng, là ba phải mua kem chống nắng. Kem gì? Kem đánh răng hả? Chống nắng. Ba phải bo kem tới đó hồi về mở lên bo kem răng là thôi. Qua quay mấy tập
nhạc cho nè. Những cái phần ấy dán đúng rồi, còn phần của Trang nữa. Nhưng mà được em không, cho nó năng không. Nhưng mà kêu giờ làm vừa, làm giờ là vừa. Đi mình quen điện giờ qua bánh mì luôn á. Chị đang ăn cái gì vậy? Mình ăn một bọc bọc trứng của bà ta. Bánh mì ngon quá. Bánh mì như bò. Ngon. Ngon quá. Trang Trang đây ít nói. Đây là cái người hay la vô cam của tôi. Bạn quay phim cho con dừa hôm nay là bạn Trang, Linh Trang. Con gái rất là dễ thương. Hiền từ, nhân hậu, đẩm ra. Những từ ngữ mà hay nhất. Hay dù các em cũng đi nhau. Có liệu hôm nay mà còn rắc nhưng không có lên làm được. Dài lắm. Thôi, bây giờ con vừa ra cho bạn ha. Để bạn lên trang về ăn phần của bạn. Lên trang ngủ sao ngon. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của con vừa nha. À, hôm nay là một buổi trưa rất là đầu tuần. Đi ăn bò. Mai mình ăn cái gì ta? Cơm hồng xèo hả? Cơm xèo hả? Mở ba ăn chưa? Mình ăn cơm hồng. Con dừa với mấy đồng bọn của con dừa xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Chào tạm biệt con dừa trong một video tiếp theo. Phải vậy chứ. Không, cũng như bà ăn đêm gương quỷ là bị bớt hả? Cái phần mát, phần mát của mình vậy mà. Bye bye. Phần mát bị bớt. Bye bye mọi người. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Coleman chỉ với 3 triệu đồng. Anh nhanh tay phát tài ngay.